Trước khi trở thành tân binh của Real Madrid, Ferland Mendy đã từng phải đối mặt với nguy cơ ngồi xe lăn suốt đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Vào đêm qua, Real Madrid đã chính thức tổ chức họp báo ra mắt người hâm mộ. Bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro mang tên Luka Jovic. Cầu thủ 22 tuổi này vừa trải qua một mùa giải đầy ấn tượng trong màu áo Frankfurt khi mà đã ghi được tới 27 bàn trong 47 lần ra sân. Với Jovic, Los Blancos đang kỳ vọng là sẽ có được một sát thủ giúp họ vơi đi nỗi nhớ Ronaldo ngày nào. Cũng vì mọi sự chú ý đều đổ dồn về Jovic cho nên ít ai biết rằng Real cũng đã vừa đạt được thỏa thuận lên tới 48 triệu euro. Đối với trường hợp của Ferland Mendy, người mà cách đây 10 năm tưởng như đã phải sống cả phần đời còn lại ở trên chiếc xe lăn. Ferland Mendy sinh ngày 8 tháng 6 năm 1995 tại Melun-en-Chivilly, nước Pháp. Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, việc bị mê hoặc bởi những đường bóng đầy ma thuật của Ronaldinho, chú nhóc Mendy đã sớm có khát vọng trở thành ngôi sao bóng đá như thần tượng. Nhận thấy sở thích của con mình, gia đình Mendy quyết định đăng ký cho cậu nhóc vào học viện đào tạo của câu lạc bộ Equivili khi mà mới 8 tuổi. Tại đây, tố chất của Mendy đã sớm được bộc lộ và lọt vào tầm ngắm của các chuyên gia săn lùng tài năng của Paris Saint-Germain để rồi gia nhập đội bóng Paris năm lên 10. Tuy nhiên, hành trình trở thành ngôi sao bóng đá thế giới của Mendy đã không diễn ra suôn sẻ khi mà biến cố đầu tiên trong cuộc đời đã ập tới lúc cậu bước sang tuổi 14. Thời điểm đó, các bác sĩ phát hiện hông Mendy có dấu hiệu viêm nặng và buộc anh phải rời sân cỏ một thời gian để chuyên tâm điều trị. Đáng tiếc, sau hơn một năm dài điều trị tại bệnh viện Necker and Fransmanandes, căn bệnh của Mendy đã không có nhiều tiến triển. Thậm chí các bác sĩ còn cảnh báo rằng anh có thể sẽ không đi lại được nữa. Nhưng với tình yêu mãnh liệt dành cho quả bóng tròn, Mendy đã quyết định chuyển tới Pulian để tìm cho mình những tia hy vọng mới. Tại đây, Mendy không những học được cách đi lại bằng đôi chân, mà thậm chí không lâu sau đó, anh cũng đã khiến nhiều người phải kinh ngạc khi mà tự tin ra sân chơi bóng một cách bình thường như bao chàng trai khổng lứa. Nỗ lực không ngừng nghỉ của Mendy đã giúp cho anh có được lời đề nghị chơi bóng tới Manchester 78 khi mà mới 14 tuổi. Chỉ chưa đầy một năm thi đấu ở giải hạng 4 nước Pháp, Mendy đã lọt thẳng vào Marseille của Le Havre, nơi từng là cái nôi đào tạo những ngôi sao đình đám như là Benjamin Mendy, Rizas Major, Las Diarra, Paul Pogba, Dimitri Payet, Serge Mandanda. Sau 4 năm miệt mài tôi luyện kỹ năng, Mendy đã khiến cho giới tuyển trạch của Lyon không còn có thể ngồi yên. Với mức giá 5 triệu euro, đội bóng của Jean-Michel Aulas đã không gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Le Havre nhượng lại một trong những ngôi sao sáng nhất của họ vào tháng 6 năm 2017. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Mendy là mẫu cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt nhờ tốc độ và khả năng bứt tốc ấn tượng của mình. Phát biểu ở trên Frank Football, đại diện giàu kinh nghiệm Gerard Limi cũng đã hết lời ca ngợi tài năng của cầu thủ sinh năm 1995. Cậu ấy là Kylian Mbappé ở vị trí hậu vệ trái. Ngược với ý kiến thông thường, hậu vệ trái là vị trí được đòi hỏi chỉ sau tiền đạo bởi vì rất khó tìm kiếm họ. Ở mùa giải vừa qua, hậu vệ 24 tuổi này đã góp phần tổng cộng 44 trận cho sư tử Sonderhorn trên tất cả các đấu trường. Mendy là trụ cột trong đội hình Lyon cán đích thứ 3 ở League One cũng như là vượt qua vòng bảng Champions League với thành tích bất bại. Đây cũng là cơ sở giúp Mendy trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới cũng như chính thức trở thành một phần trong kế hoạch xây dựng Clasico 3.0 của Real vào đêm qua.